Một bộ combo rất là tuyệt vời dành cho anh chị các bạn nào mình đang muốn nâng cấp cái dàn karaoke âm ly gia đình nhà mình, hoặc là nâng cấp những cái em loa kéo đó, hoặc là loa tháp Samsung mà lâu ngày mình sử dụng rồi, bây giờ nó cái việc mà tinh chỉnh trên những con loa, trên những cái dàn nó đã không còn được như cái ý muốn, thì bây giờ mình hãy nâng cấp cho cái dàn karaoke gia đình nhà mình với cái bộ combo sau đây. Đó là bao gồm một cái bàn mixer F4 Pro tích hợp sẵn 16 chế độ vang, hát rất là mượt mà nhẹ nhàng bay bổng nha. Và kèm theo đó là một cặp micro model MC02 thế hệ mới bây giờ. Đó, em này là dòng hàng cao cấp, thân kim loại, chỉnh được tần số, chỉnh được âm lượng micro ngay trên tay mic luôn. Và đặc biệt một cái nữa là có thể sạc pin trực tiếp ngay trên tay mic, không cần phải tốn tiền mua pin. Đó, mua thay những cái pin tiểu. Và cái với cái dung lượng pin sạc này thì cái độ mà sử dụng thời gian á, nó sẽ được cho mình lâu hơn cái pin tiểu nha anh chị bạn. Thì cái combo này giá rất là ưu đãi cho anh chị nào mình nhanh tay liên hệ với bên em. Còn giá cụ thể là bao nhiêu chính xác thì ở trong video phía sau em sẽ có báo giá cụ thể để... Xin chào anh chị bạn, quay trở lại với kênh YouTube Ken Audio. Thì lời đầu tiên dành cho anh chị nào mà mình lần đầu vừa mới biết bên Ken Audio của em thì chuyên về các cái bộ mixer, rồi micro karaoke không dây, rồi bộ hát thu âm livestream, rồi các cái loa Bluetooth karaoke ha. Đó, có đầy đủ anh chị các bạn mình có thể bấm đăng ký kênh, nó bật cái chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em cập nhật những cái video, cái sản phẩm mới ở bên Ken Audio của em. Rồi, quay trở lại cái video ngày hôm nay thì đợt trước đã nhận được rất nhiều các cái sự ủng hộ của anh chị các bạn, đặc biệt là anh chị các bạn quan tâm rất nhiều về những cái micro karaoke không dây như thế này. Đó, hoặc là những cái bàn mixer như thế này để mà về mình gắn vô với thêm với cái dàn của mình để mình nâng cấp lên thêm. Đó, để mình tinh chỉnh được nhiều ở trên đó cho cái giọng của mình nó sẽ hay hơn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp cho anh chị các bạn một cái combo. Combo đây sẽ bao gồm một cái bàn mixer F4 Pro. Đây có thể nói là một cái bộ combo mà rất là quốc dân, thông dụng và nhận được nhiều cái sự yêu thích từ anh chị các bạn. Thứ nhất là bởi vì sao anh chị các bạn nhìn thấy trên màn hình, đó là cái mixer này nó gọn nhưng mà nó không phải là quá nhỏ, nhưng nó cũng không phải là quá to để mà chiếm cái diện tích ở cái nhà mình quá nhiều, nhưng mà nó có đầy đủ tất cả những tính năng mình cần, bao gồm 16 cái chế độ vang số cũng như là nó có thể tinh chỉnh được đầy đủ cả 3 dải tần âm thanh cho mình luôn. Đó, chép, trung, bass, đó đặc biệt là cái điều đó. Và cái việc lấy nhạc bằng Bluetooth là chắc chắn rồi, lấy không thích lấy nhạc bằng Bluetooth có luôn đường lấy nhạc bằng dây cho mình luôn. Đó, và hai cổng để mà mình kết nối micro anh chị bạn. Đó là em giới thiệu sơ về mixer 4 Pro đây. Còn và đi kèm với nó, cái combo này nó sẽ đi kèm với cặp micro MC02 này, thì là cái thế hệ mới đã tiến bây giờ. Ngày trước nó em bên em có giới thiệu một cái mixer MC01, nhưng mà bây giờ thì chủ yếu là em sẽ bán cái con mixer micro MC02 này. Bởi vì sao? Bởi vì nó cải tiến hơn. Đó, nó có tích hợp luôn cho mình đó là cái việc mình chỉnh được âm lượng mic ngay trên cái thân tay mic đây, cũng như là mình sẽ sạc dùng pin sạc trực tiếp ngay trên tay mic luôn, chứ mình không phải là mua những cái pin tiểu để mà mình thay vào nữa. Đó, thì cái pin sạc nó có lợi thứ nhất là mình xài mình hết thì mình cứ việc xài thôi, không phải tốn tiền mua. Cái thứ hai nữa là cái dung lượng pin sạc nó chắc chắn nó sẽ phải là sử dụng được lâu hơn nhờ cái viên pin tiểu nha anh chị bạn. Và trên cái em mic MC02 này nó có cái chế độ tiết kiệm pin cho mình luôn nha. Đó, nó sẽ làm cho cái tuổi thọ của pin cũng như là thời lượng mình sử dụng cái viên pin nó sẽ được lâu hơn. Rồi thì để quay lại với cái chính sách, nếu như mà anh chị mình có theo dõi lâu cái kênh YouTube Ken Audio của em rồi, cũng như là đã từng mua bên em, thì cái chính sách này không còn quá là xa lạ, nhưng mà em vẫn phải lặp lại để cho những anh chị các bạn nào mà mình mới xem video này lần đầu mình có thể nắm được cái chính sách. Thì bất kể những cái sản phẩm nào khi mà bên em giao hàng đi, bên em sẽ test ok hết, cũng như đặc biệt là như những cái mixer này chẳng hạn. Đó, thì cần mixer nó hay hay không thì mình phải phụ thuộc vào cái người họ cân chỉnh nha quý vị.
Đó, thì khi chị bạn mua bên em được cái là em sẽ cân chỉnh mặc định cho anh chị các bạn. Mình về mình chỉ việc ráp vào với cái dàn của mình là mình hát. Đó, còn anh chị yên tâm một cái là hàng tất cả em đều có bảo hành cho anh chị các bạn hết, cũng như là em sẽ dán cái tem xác nhận là hàng ở bên em. Đó, anh chị có vấn đề gì cứ chụp cái tem còn nguyên tem gửi qua Zalo, em xác nhận hệ thống đúng ok khách hàng bên em là em sẽ hỗ trợ hết mình cho anh chị bạn để mình yên tâm. Rồi, và khi giao đến em sẽ hỗ trợ anh chị các bạn mình được xem hàng. Đó, anh chị ngồi mở ra trực tiếp ngay tại shipper, mình xem ngay tại chỗ shipper giúp em. Đó, nhưng em không hỗ trợ thử hàng nha anh chị bạn. Đó. Và khi mà anh chị cứ nếu như mà mình ở gần á thì bên em ở bên quận Bình Tân, anh chị muốn thử thì anh chị các bạn có thể đến trực tiếp bên cửa hàng bên em. Đó là cái em nói trước, còn một khi em đã giao đi, em đã giao qua bên đơn vị shipper nó đi giao thì em chỉ hỗ trợ là xem hàng, em không hỗ trợ thử hàng để tránh những cái phát sinh nó rất là lằng nhằng. Đó, tại vì em đã gặp thứ nhất shipper đi giao họ không có biết về cái việc lắp rồi, họ cũng không có cái thời gian để mà đứng đợi rồi hát thử ưng thì mới lấy. Đó, cái đó anh chị bạn nếu mà mình cảm thấy gọi là mình hơi khó tính đó thì anh chị cứ việc đến trực tiếp bên em. Và đối với những cái đơn hàng mà trên 2 triệu đó, nếu mà giao đi tỉnh, giao đi xa thì anh chị các bạn vui lòng cọc trước giúp em thì bên em mới lên đơn giao nha anh chị bạn. Đó, còn những cái đơn mà dưới 2 triệu á thì không cần phải cọc đâu. Đó, anh chị các bạn có thể nhận hàng, đó mình xem hàng rồi thanh toán. Đó, em đặc biệt nói lại nha, em sẽ hỗ trợ mình xem hàng không thử hàng, và những đơn trên 2 triệu giao đi tỉnh, giao đi xa thì anh chị bạn cọc trước giúp em thì bên em mới lên đơn giao. Đó là cái chính sách cũng như cái quy cách làm việc ở bên Ken Audio của em. Rồi ngoài ra nếu mà anh chị nào mình đã theo dõi lâu rồi, mình tin tưởng và cũng như mình đã mua bên em nhiều rồi, nó mình quen quen quá rồi thì anh chị các bạn có thể thanh toán trước. Thì những khách hàng mà thanh toán trước cho em, chuyển khoản thanh toán trước, tất nhiên em sẽ có những cái ưu đãi đặc biệt. Đó là những khách người ta tin tưởng mình, uy tín thì mình phải uy tín lại, mình sẽ tặng em sẽ tặng cho khách những cái phần quà rất là thiết thực. Ví dụ như anh chị bạn ví dụ em đây là em giới thiệu combo, còn anh chị các bạn có thể mua lẻ nha. Ví dụ nhà mình có mixer rồi, mình chỉ còn đang thiếu micro thôi và mình cảm thấy ưng cái cặp mic MC02 này đi, thì anh chị bạn có thể mua lẻ một cặp mic MC02 đây. Đó, khi mà anh chị bạn chuyển khoản thanh toán trước cho em cặp mic MC02 này, cái lợi thứ nhất là em sẽ đóng gói giao hàng liền cho anh chị các bạn trong ngày hôm đó. Và cái thứ hai nữa là em sẽ tặng kèm cho anh chị các bạn một cục pin sạc. Đó, để anh chị các bạn mình có thể về xài thay thế ngay trên cái tai mic MC02 này luôn. Đó, rất là tiện dụng ha. Rồi, và bây giờ thì không để anh chị các bạn chờ lâu, thì em sẽ mời anh chị các bạn mình cùng trải nghiệm xem thử coi chất âm của cái bộ combo mixer F4 Pro cũng như là cặp mic MC02 ở bên Ken Audio của em nó sẽ như thế nào. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dạy cờ thô ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như anh chẳng may, nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, vẫn cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa, anh không muốn nghe. Chết lặng như vậy, một giờ đêm sau em còn chưa nhắn tin về, anh cứ mãi ngần ngờ chờ em, vì sao yêu đến thế lại gian dối, con tim anh vỡ tan mất rồi, tưởng chân ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay em thay áo mới, ngọt
ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dạy khờ thơ ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thân gầy xem như anh chẳng may, nỗi buồn anh giấu sau lớp mặt đưa, buồn cười khi biết anh là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Anh không muốn nghe. Giờ đêm sau em còn chưa nhắn tin về, anh cứ mãi ngẩn ngơ chờ em. Vì sao yêu đến thế lại gian rồi, con tim anh vỡ tan mất rồi. Từng chân ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay em thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dạy cửa thôi khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thân gầy xem như anh chán mây, nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa. Buồn cười khi biết anh là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Anh không muốn nghe. Ok, vừa rồi là em đã hát test cho anh chị các bạn để mình có thể trải nghiệm được chất âm của một bộ combo mixer bung rồ kết hợp với em micro MC02 ha. Đó thì cuối video em sẽ xin tổng kết lại cho anh chị các bạn mình có thể nắm được, đó là bàn một bộ combo này bao gồm bàn mixer bung rồ đây có tích hợp sẵn 16 chế độ vang và chỉnh được đầy đủ cho mình cả 3 giải tần âm thanh, đó là chép, trung và bass. Kèm theo đó là có thể lấy nhạc bằng Bluetooth và lấy nhạc bằng dây, và hai cổng micro mình có thể tùy thích mình sử dụng. Và tiếp theo đó là cặp micro MC02 này là thế hệ cải tiến của em mic MC01 nha. Đó, MC02 thì nó đã cải tiến hơn, nó có thể chỉnh được âm lượng ngay trên tay mic. Đó, ngoài ra thì có thể sạc trực tiếp được ngay trên tay mic đây luôn, để mà cho cái thời gian mình sử dụng được lâu hơn, cũng như là mình sẽ tiết kiệm cái việc chi phí là mình không cần phải mua pin. Rồi và một bộ combo như thế này thì giá đâu đó chỉ tầm hơn 2 triệu một xíu thôi anh chị bạn. Đó, 2 triệu hơn một xíu thôi là mình đã có thể đậu cho mình được cả một bàn mixer như thế này và một cặp micro MC02 để mình về mình nâng cấp cái dàn âm ly karaoke gia đình nhà mình, hoặc là bất kỳ với những con loa kéo hoặc là loa tháp. Nói chung là các cái dòng loa mà mình cảm thấy là nay nó hát karaoke nó không còn được ân nữa, mình muốn nâng cấp nó lên, mình độ nó lên, thì anh chị bạn có thể tạo ngay một combo mixer bung rồ và micro MC02 đây. Thì ngoài cái combo này ra, bên em còn rất nhiều những cái combo khác. Anh chị các bạn nếu có nhu cầu, mình hãy liên hệ với bên Ken Audio của em qua số hotline, hoặc là mình nhắn tin Zalo cùng một cái số điện thoại đó luôn, đó là 0932075612. Đó, em có để trên màn hình ha. Thì anh chị bạn mình nhanh tay liên hệ với bên em đó để được những sự tư vấn, để mình chọn được những cái sản phẩm phù hợp nhất cũng như là hợp túi tiền nhất với mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video lần sau.